Mình xin kính chào tất cả mọi người nha. Do thời gian gần đây mình rất là bận cho nên là mình ít ra clip. Sẵn hôm nay có nhiều anh chị và các bạn ở tỉnh trên á. Mình thì ở khu vực Cà Mau. Cho nên là gửi tỉnh trên cho các anh chị nó rất là khó trong vấn đề mà giao trực tiếp á. Thì sẵn bữa nay mình quay clip này, mình muốn giới thiệu với các bạn là bên mình có bán giống gà tàu gặt chân lông. Giống thì giống thuần chủng, không bị lai tạp. Có rất nhiều anh chị ở tỉnh trên rất là thích giống gà này, cũng điện cho mình, nhờ mình gửi hộ. Nhưng mà bên cạnh đó thì cũng xuất hiện một số cá nhân thường xuyên là liên hệ nhờ mình vận chuyển gà, đến khi mà mình kêu là chuyển khoản trước thì lại không chịu. Thì đó cũng gây bức xúc cho hai bên, tại vì để mà hỏi xe mà giao đến địa chỉ của các bạn là đã rất là tốn công rồi, trong khi đó khi mà liên hệ được rồi thì các bạn lại không chịu chuyển khoản. Nó làm mất thời gian giữa đôi bên. Thì mình xin nói thiệt là gửi gà xa thì mình tất nhiên ai mua bán thì mình phải nhận tiền trước, rồi mình mới chuyển gà sau, ai cũng vậy thôi. Thì riêng cá nhân của mình thì mình buôn bán ở địa phương thuộc huyện Cái Nước của tỉnh Cà Mau này cũng lâu năm lắm rồi, cũng chưa có lừa gạt hay là bán sai giống gà cho mọi người. Cho nên là các bạn mà có mua gà của mình á, thì lưu ý là mình sẽ nhận tiền trước và sau đó mình sẽ liên hệ xe để gửi cho gà cho các bạn nha. Chứ sự thật mà nói, mà khi gửi xe cho các bạn tới nơi rồi mà mấy bạn không chuyển tiền thì nó rất là khó khăn. Tại vì xe cộ rồi vận chuyển này kia nó cũng lu bu lắm. Thiệt tình là mình rất muốn bán gà đi các tỉnh xa, nhưng mà có nhiều cái mình chưa thể làm được, như phí xe quá cao hoặc là xe không giao tới địa chỉ các bạn. Nó cũng nhiều chuyện xảy ra lắm. Nhưng mà mình muốn nói với các bạn là ở chỗ mình thì mình mua bán ở đó giờ uy tín, có sao nói vậy. Con giống chuẩn thì mình bảo là con giống chuẩn, chứ không thể nào mình đi bảo con giống lai mình lại bảo con giống chuẩn được. Cho nên mọi người thông cảm với vấn đề đó. Nếu có điều kiện thì các bạn cứ đến địa bàn huyện Cái Nước của tỉnh Cà Mau liên hệ mình. Mình nhất định sẽ dẫn các bạn vào trại tham quan. Thì trại của mình thì chăn nuôi rất nhiều loại khác nhau, nào gà tàu, vịt xiêm và nuôi cá ếch nữa. Mình cũng nuôi rất là nhiều loại khác nhau, cho nên là mỗi loại thì nó cũng giá thành khác nhau. Ở đây mình xin ví dụ cho các bạn là hiện tại giống gà này đã dèo cho khách 2 tuần tuổi, là khoảng 14 ngày đó, thì mình sẽ bán là giá 30.000 một con nha mọi người. Sự thật là mà nói thì không phải giá nó cao như vậy đâu, là do mình dèo mình rất là tốn công nha mọi người. Nào công, nào điện nước, nào thức ăn, nào hao hụt, nào thuốc men. Tất cả mọi chi phí đều cộng dồn lên, cho nên là mình mới bán giá 30.000 một con. Thì anh chị cô bác nào chấp nhận giá đó thì cứ liên hệ với mình sẵn sàng giao lên xe cho mọi người hoặc là giao tới nhà nếu như gần nha. Chứ mình bán con gà giống lời không có bao nhiêu mà vận chuyển xa quá mình cũng không thể nào giao nổi nha mọi người. Thì những cái clip trước mình đã hướng dẫn là gà tàu gặt như thế nào, chân thì ưa có lông, mình đã giới thiệu ở những clip trước. Chứ không phải là mình ở clip này mình cũng không nói lại mọi người, có gì mọi người lần lên theo dõi là sao nha. Rồi xin chào tạm biệt tất cả mọi người nha, chúc mọi người chăn nuôi thành công.